Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bước sang buổi số 5 của ngày hôm nay. Vẫn là trong series 300 câu khó. Và hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp 15 câu trong dạng bài tìm từ đồng nghĩa. Cái phần này hy vọng là mọi người đã bắt đầu quen với những bài học như này của mình rồi nhá. Được chứ nhỉ? Rồi là luôn nhá. Một tuần 2 buổi. Câu đầu tiên nào? Đầu tiên này. Ok. Chưa? Hai. Yuke. Yuke na koto. Yuke từ này rất là mới đúng không? Từ này có mới không? Hả? Từ này có mới không? Đây cho anh mà nói yuke. Bạn nào bên Nhật sẽ nghe rất nhiều đúng không? Yuke na koto. Nhiều lúc nghe nhiều nhưng mà bạn không hiểu nó là nói cái gì. Yuke là cái gì đấy? Yuke. Ví dụ yoke na shinpai các bạn nghe bao giờ nhỉ? Yoke na koto iwanai de kudasai. Ví dụ như này. Anh bảo con đi chợ chậm mua đúng không? Nhưng mà con này nó hay mua thứ linh tinh ấy. Nên là anh sẽ bảo là yoke na mono. Yoke na mono kacha dame yo. Tức là gì nhỉ? Không là, được. Không được mua những cái đồ linh tinh. Đúng rồi. Không được nói những cái việc linh tinh. Được chưa? Ví dụ là mình ở nhà mình rất là hay nói yoke na koto. Được chưa nhỉ? Con gái nhất là đàn bà con gái đúng không nhỉ? Những cái thứ thừa thãi không cần nói cũng được. À chưa rồi. Không cần nói cũng được thì như vậy đáp án sẽ đáp án số mấy? Anh đứng lên ra cho mọi người nhìn che mất. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số mấy nhỉ? Đừng có nói những cái lời thừa thãi dư thừa. Chắc chắn là mình đã tìm nghĩa như thế rồi nên là các bạn sẽ tìm ngay đặt đáp án đúng không? Đúng rồi. Ở đây có 1 2 cũng ra nhưng mà không phải. Đấy nhỉ. Ít tập đồ đã từng nói chưa từng nói và nên nói đúng không? Còn đây là gì ạ? Đừng có không nói cũng không sao cả thì bằng vị nghĩa con này đúng không? Đừng có nói những điều mình ta linh tinh. Được chưa? Qua một câu như này các bạn còn học thêm được thêm rất là nhiều ngữ pháp. Ví dụ những bạn nào mà học từ N4 lên thì các bạn chưa gặp những cái ví dụ như là à đâu học rồi nhỉ? Beta koto ga aru ne hay là beta koto wa nai, đã từng làm gì chưa từng làm gì hay là beta hon ga i hay là yoi là nên làm cái gì đó, và cuối cùng là venak demo yoi hen venak demo i là gì nhỉ? Không làm gì cũng được đó nhá. Chúng ta để ôn lại cả ngữ pháp như vậy được luôn đúng không? Trong một cái tình huống như thế này nhá. Mình quan tâm đến một ai đó, quan tâm đến một ai có nhưng mà nó thừa thãi quá. Thì bị người ta sẽ nói là gì nhỉ? Yoke na osewa. Đúng rồi. Osewa ni là gì nhỉ? Quan tâm đúng không? Sự quan tâm. Yoke na osewa desu yo mà. Thì trong trường hợp trong tình huống này thì tính được như thế nào? Mày quan tâm thừa rồi. Quan tâm thừa. Thôi rồi, ok. Ok, hiểu tình huống như vậy được rồi, ok. Ok, nào sẽ bạn. Ok. Thôi, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Mọi người muốn để làm à? Ok, thì chúng ta sẽ để tầm 30 giây để làm nhé. Đọc thật nhanh, ghi thật nhanh. Những câu này mà đi thi chỉ cần ghi thật nhanh 30 giây thôi. Chán này, tôi phóng tí mình viết luôn nhé. Ganko. Haha wa, otemo ganko da. Ganko da, ganko da. Chữ Hán kia có biết là chữ Hán gì không nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn đáp án gì với câu này nhỉ? Hai, chị bạn. Kangai o kaeru. Chị bạn, kangai o kaenai. Ki a tsuyoi. Yo ba, ki a yowai. Đúng rồi, ki a yowai. Câu này mình sẽ chọn đáp án mấy đây? Mọi người đều chọn đáp án ngoan, à nghĩa là ngoan cố đúng không? Chắc chắn 2 này, tuyết môn 2 này, minion 2 này. Đúng rồi đấy. Ngoan cố, đúng rồi, ngoan cố tức là gì? Nhưng mà Bảo Trâm lại 3. Không thay đổi suy nghĩ của mình là chính xác rồi, ngoan cố. Đấy chứ nhỉ? Đúng rồi. Còn ở đây chúng ta có một từ vựng đó là gì nhỉ? Kigatsuyoi. Kigatsuyoi của chúng ta là gì đây? Là khí rất là mạnh, khí rất là mạnh thì nó có ý nghĩa giống tiếng Việt như là mạnh mẽ. Được chưa? Người con gái mạnh mẽ, kigatsuyoi. Jose. Ngày trước trong một cái bài mà dạy về từ ki của mình nhỉ, có nói về cái từ mà kia tsuyoi và kia yowai rồi đúng không? Kia yowai là cảm giác như là yếu đuối, đúng không? Sao tự nhiên yếu đuối? Nên là kia yowai của nó tệ. Ok. Hay, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Đoàn thắng rồi, sao không thấy nhắc tên em trả lời đầu mà? Mọi người ơi, những cái comment nó trôi rất là nhanh nhưng mình thực sự không đọc được. Con số 3 này. Con số 63 này nhé. Câu này là itsumo jikan ni darasinai. 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 Darasinai là gì nhỉ? Darasinai. Không thể thích nghĩa bộ. Đại lý cho mọi người tự làm. Ok. Bấm mờ đi nhé nhỉ. 1 bạn, jikan wo mamoranai. Jikan dori ni kodou suru.
時間を気にしてる、うん、時間に正確だ、うん、正確正確những chữ Hán này đọc được hết cũng rất là khá rồi đúng không nào? 時間を守らない、時間通りに行動する、時間を気にしている và 時間に正確だ。Câu này nếu mà chưa biết từ Darashinai chúng ta phải đoán được không nhỉ? Darashinai. Nghe cảm giác nó là gì? Huyền vướng này, thương thương này, mặc định cho đời, Ngọc Ninh, tất cả đều là một này. Ồ, tất cả đều là một hết nhỉ? Một. Hãy. Mamoranai, 時間を守らない。うん、守らない。守らないって、あの、だらしないね、なんか、nhiều nghĩa chuyển thành nhiều nghĩa. Nhiều có nghĩa là nhiều lộn thuộn này. Nếu mà nói về quần áo thì chỉ là lộn thuộn này. Nói về thời gian thì sẽ là không quy củ này. Đúng rồi, linh ta linh tinh này. Đấy, quý kiểu dùng từ linh ta linh tinh này. Anh ấy lúc nào cũng không gì nhỉ? Không gì về thời gian này. Không giữ thời gian hay là rất là... Chuyển sang tiếng Việt không nói này đúng không? Không tuân thủ thời gian đâu. Thời gian rất là linh tinh, tức là sao hôm nay mình không chuẩn bị dịch sang tiếng Việt chứ nhỉ? Darashinai. Bình thường cái từ Darashinai sẽ là lụng thuộm đúng không nhỉ? Hay là cầu thả này. À, ok. Thế còn ví dụ với thời gian chúng ta sẽ dịch là vô kỷ luật. Vô kỷ luật với thời gian thôi. Ok, được rồi. Nói chung là時間を守らない。同じ意味ですね。そう。はい。時間通りの行動する。今回の人は気にしてるな、時間。で、いいのは気にしてる。で、入れてたんですね。時計を気にしてる。あ、これバイハーだよ。汽車を。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。バイハーって、もう一回バイハーだよ。はい、どうもバイハーもバイもらう。はい、バイコーはね。ちょっと、ボイ。Tú que yo quiero estar. Tengo en cuenta. Quizá o matsu kimi no yoko de boku wa toke o kini steru. Kisetsu hazure no yuki ga futteru. Rồi. Đấy là gì nhỉ? Nagori à Nagori yuki. Nagori yuki. Có thể search trên mạng để nghe bài này nhá. Đấy, chuyển sang câu tiếp theo đi. Câu 64. Rồi. Kono pan wa fua fua steru. ふわふわしてる。この布団はふわふわしてる。この枕はふわふわしてる。はい。感覚ね。雲。もう、nói chung là nó bồng bềnh được chứ nhỉ? ふわふわ、bồng bềnh. Anh để cho các bạn chọn nào? Cái bánh á, bánh mì các bạn mua bánh mì ngọt về, bánh mì giăm bông về á. Thì cảm giác nó như thế nào? Chạm vào phát là nó nhúm chua đúng không? Thì chúng ta sẽ có đáp án luôn là gì nhỉ? Đáp án số mấy? Than. Ok. Nhung này. Câu này tất cả đều chọn đáp án số 3. Chính xác. Yawarakai được nhé. Đúng rồi. Hua hua. Hua hua. Số 3. Yawarakai. Mềm đúng không? Mềm đúng không? Mềm. Cái bánh này rất là mềm. Trong tiếng Việt mình có từ từ lấy là nó cũng mềm. Bánh nó... Bông. Bông bông à. Ăn rất là mềm. Bông bông là được rồi đúng không? Bông bông thì nó mềm được chứ nào? Bông bông mềm mềm. Cá tai không phải, cá tai là cứng này. Đây là cũ rồi này. Và đây là gì đây? Chiếc này đọc chữ Hán hay không? Kawaite de. Kawaite de. Kawaku. Động từ kawakimasu nè. Ok. Kawai, kawaite. Cô này. Được chưa nào? Hay. Ta chuyển sang cô tiếp theo này. Cô 65. 65. 65. Thầy Dũng hay bị ngọng lắm, mình hay trêu thầy Dũng. 日曜日はいつも家でゴロゴロしています。この間、まあ、ヨランドン。ヨランドンの中は、たらわに。1番、休んで、2番、仕事して、3番、運動して、4番、掃除して。OK。đúng cái gì đó. Câu này đáp án mấy nhỉ? Từ goro goro này chắc hẳn phải nghe nhiều rồi chứ đúng không? Có người 31 này. Shumatsu nanimo một nhiều shinai de tada ie de goro goro shiteimasu. Câu này chắc chắn là một. Ok, rất là nhiều bạn bảo châm đúng không? Bữa nói chuyện với người Nhật em mới nghe được từ này, câu số 1 Khánh Ly đúng rồi. Chính xác.
Câu này người Nhật cũng sử dụng rất là nhiều. Đúng rồi. Kodo kodo nó ám chỉ cái thao tác mình lăn lăn lộn lộn lăn lộn. Mình thường sẽ là lăn lộn đúng không? Ví dụ ở nhà chủ nhật á, các bạn thường hay ở nhà xong bắt đầu nằm xoài trên giường không? Quay sang bên này đọc một chuyện, quay sang bên này cầm cái điều khiển bật cái tivi lên đúng không? Quay sang bên này cầm cái iPhone làm cái điều gì đó đúng không? Kodo kodo kodo. Thế nhỉ? Thì có nghĩa là gì nhỉ? Ở nhà đúng không? Nghỉ ngơi. Nhật sân đê được. Được nhỉ? Nhật sân đê được. Nào chúng ta. Thì chi bàn luôn. Ok. Lăn lộn ở nhà mà chẳng làm cái gì. Rồi. Rồi, thế còn những từ khác. Shigoto, những từ khác dễ rồi, rồi đúng không? Làm việc, vận động và dọn dẹp. Đúng rồi. Hay, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Câu số 66. Kanozo wa ikagen na seikaku da. Ikagen. Ikagen biết tiếng Hàn như nào nhỉ? いい加減な性格だ。いや、素晴らしい。じゃあ素晴らしい。2番は誰にでも優しい。3番、この顔。適当ですね。4番、素直。素直。Đó là số mấy nhỉ? Trời ơi. Sai nhiều vậy. Câu này thấy sai rất là nhiều. Quỳnh Anh 3 này, Diệu Linh Nguyễn 2 này, Hải Duy 1 này, Ngọc Ninh 3 này. Cô giáo Hải Đảo 3, Thủ Cải 3. Trịnh Thị Kiều, câu này không biết sensei ạ. Bây giờ mình sẽ giải thích, đúng không? Thứ nhất, giải thích những cái từ bên dưới trước. Subarashi là tuyệt vời rồi, đúng không? Câu số 2 là dịu dàng với tất cả mọi người, với bất kỳ ai. Dareni demo yasashi được đấy. Dịu dàng với mọi người. Tekito này có hai nghĩa này. Một nghĩa là thích hợp, mà trong Minano Nihongo các bạn học rồi, đúng không? Một nghĩa là thích hợp. Ý nghĩa thứ hai là tùy tiện. Tự ý mày thích làm gì thì làm. Được chưa nhỉ? Đây. Ví dụ, mình đi làm với quán ăn Nhật rồi, xong bây giờ mình đến một quán ăn mới, xong bắt đầu mình hỏi thằng tiên trồ là khi nào mấy giờ thì được nghỉ trưa, đúng không? Thì thằng tiên trồ nó bảo tịch tô nhỉ, tức là mày muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, được chưa? Mình hỏi thế lúc nào được ăn tối, thì là lúc nào vắng khách chứ, tịch tô nhỉ, được chưa? Muốn ăn lúc nào thì ăn, đúng không? Thì cái từ tịch tô này nó mang như vậy nhá. Hay còn snow là gì đây? Ngoan ngoãn, được chưa nào? Vậy thì đáp án chúng ta là đáp án gì? Đáp án số 3. Ok. Tekito. Với câu này sẽ dùng tekito. Ikagen na seikaku na cô ấy có một cái tính cách gì nhỉ? Vô trách nhiệm hay là kiểu như là không cầu toàn mà thế nào cũng được á. Rất là linh tinh đúng không? Linh tinh. Trong ăn nói hay là trong truyện tranh hay là trong anime á, các bạn sẽ nghe một từ là gì nhỉ? Ví dụ như vậy. Ikagen ni shiro. Shiro. Thôi ngay đi thôi. Thôi ngay đi. Hay là mày quá đáng quá. Thì hai câu đấy được. Đúng rồi. Ikage ni shiro. Thôi ngay đi. Mày quá đáng lắm rồi đấy. Đúng không? Được chưa? Bạn nhớ nhá. Nhớ khi mà xem anime hay đọc truyện tranh thấy cái từ này. Mày hiểu ngay. Ok. Được. Câu này có ai sai? À có ai đúng không? Có một bài bạn đúng thôi. Bạn sai nhiều á. Vừa nãy sai khá là nhiều đúng không nhỉ? Ikage ni shiro là đừng có quá đáng, quá vừa vừa phải thôi. Còn trong cái câu này chúng ta dịch từ ikage với danh từ doina, tính từ doina sẽ là tính cách kiểu gì nhỉ? Linh tinh, thiếu trách nhiệm, không cầu toàn thế nào cũng được. Đi nhỉ? Muốn ra sao thì ra. Rồi. Yeah. Tiếp theo. Để chuyển sang câu tiếp theo nhá. Ok. Đấy rồi. Câu số 67. Osara. Osara o sagete kudasai. Câu này khó. Ok. Câu này khó. Sage là chữ Hán này này. Okay. Sage de kudasai. Biết như thế kia thì các bạn phải đoán được luôn nhé. Osara o sage de kudasai. Sage de kudasai. Osara o sage de kudasai. Chị bạn, motte kite. Đem lại đây rồi, motte kite. Motte itte. Đem đi. Hả? Sao mà? Arate. Yo ba. Tuite. Nào đi. Được chưa nào? Đây, vậy thì chúng ta sẽ có
Đáp án là gì đây? Rất nhanh, Chiến Văn này, 3, Hường Nguyễn 2 này, Chibi 1 hả? Sao 1, 2, 3 nhỉ? Sao 3, 2, 1 thế này? Dương Hoàng có cái biểu tượng L2, đáp án 2. Câu 2, 2, rồi. Bạn nào bên Nhật đi làm quán ăn rồi thì biết con này đúng không? Đúng rồi, Saketukudasai. Nghe nhiều mãi quen rồi biết đúng không? Có ai chưa nghe qua từ này bao giờ chưa? Ngày xưa mình mới sang Nhật, mình đi làm quán mình cũng không biết cái từ này đâu. Tại vì ở nhà chưa được học cái từ này. Sang bên đấy thấy trong giao tiếp hàng ngày, hội thoại ngày trong quán ăn như thế người ta nói nhiều á. Mình thấy mọi người cứ chọn 1, 2, 3, 4 liên tục tục này. Đây, vậy thì mình sẽ cho đáp án luôn. Ở tiệm ramen nó hay nói câu này đúng rồi. Không phải, tiệm nào cũng được. Tiệm nào cũng được đúng không? Sake có nghĩa là dọn đi. Đúng rồi. Đúng không? Sake được. Kia là chữ hạ đúng nào? Hạ. Hạ thì là dọn đi. Dọn đi thì là gì ạ? Là má mang đi đi. Đúng không? Motte itte là mang đi đi. Còn motte kite là mang lại đây đúng không? Motte kite mang lại đây. Arate là rửa và kuite là lau. Anh dạy lại một chút về vete kite. Vete kuru và vete iku. Dành cho các bạn đi. Vete kite tức là một cái gì đó nó tiến đến gần mình. Đấy nhỉ? Hay là một cái gì đó nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Đấy chưa? Ví dụ trời đang bình thường thì nhỉ? Không mưa. Đúng không? Tự nhiên mưa đến thì amegafutte. Đấy chưa? Thì là mưa rồi, mưa đến rồi. Hay là bình thường mình đang không đói đúng không? Tự nhiên mình đói. Đúng không? Onagagasuite kita. À đói rồi, đói rồi. Thế nhưng mà thì người ta hãy dùng như thế này. Motte kite nhé. Đấy chưa? Tức là gì? Motte kuru là gì? Tức là mà thứ nhất cho mình mang đến chỗ mình. Ví dụ con chó chạy đến chỗ mình. Đấy chưa? Hay là một cái mà ví dụ như thầy Dũng vừa bảo là gì nhỉ? Những cái mà trước chưa có bây giờ xuất hiện. Ví dụ răng mọc lên này. Haga haite kimasta. Hay là từ nãy chưa mưa bây giờ trời mưa lên này. Hay là những cái từ vựng mà chúng ta học trong N4 N5 nó dễ rồi, bây giờ N3 nó khó lên rồi đúng không? Muzukashiku natte kita. Đúng rồi. Đấy chưa nhỉ? Hay là ngày xưa tiếng Nhật của mình cũng bình thường thôi, bây giờ mình giỏi lên rồi đúng không? Đấy thuộc về thời gian đúng không? Nihongo ga jouzu ni natte kita ne. Tức là một sự thay đổi nào đó nhớ chưa? Đến tại thời điểm nói hay là đến chỗ mình thì nhỉ? Đấy. Thế còn ngược lại với nó sẽ là? Ngược lại nó là cái từ này thôi. Tức là gì nhỉ? Motte itte. Tức là gì ạ? Mang đi. Nó xa. Xa mình. Hay là gì nhỉ? Kể từ nay tôi sẽ làm cái điều gì đó. Ví dụ cái văn hóa của mình chẳng hạn, mình muốn bảo vệ. Từ nay về sau mình vẫn tiếp tục bảo vệ nó chẳng hạn. Để tôi làm một bưng cáo. Dự tộ mà mô đi. Mamotte ikitai to omoimasu. Mamotte iku. Mamotte iko to omoimasu. Được chưa nào? Rồi. Ok. Cái này là ngữ pháp này thuộc N3 nhá. Ngữ pháp này mình mở ngoặc là thuộc N3. Được chưa? Rồi. Hay, chúng ta có tiếp theo này. Ok. 68. Chữ Hán này đọc được không? Để cho các bạn đọc với nhau. Chichi wa. Watashi no chichi wa. Gì nhỉ? Mọi người đọc chữ Hán này không? Chữ này trong chữ Ondo. Đúng không? Ông độ. Chữ sau là chữ gì? Chữ này là chữ trong chữ hậu. Đúng không nhỉ? Hậu duyên mặt trời đấy. Đúng không nhỉ? Chữ dày đúng không? Chữ dày. Dày đúng không? Mặt dày như con của mặt con ông trời đây. Đây mặt trời đúng không? Con ông trời mặt dày. Đúng không nào? Atsui, atsui là nó dày. Đây là cuốn sách dày được nhé. Chính là chữ án này. In the sky. Mặt trời con ông trời. Mặt dày như con ông trời. Thì nó là dày atsui. Thì là ông cô. Đúng rồi, mọi người điền đúng rồi đấy. Ông cô nè, ông cô có chữ Hán à, có gì nhỉ? Có trường âm chứ đúng không? Ông cô. Ông cô. Có. Có. Anh biết chữ trường âm à? Ông cô. Thế nào? Rồi, thế thì câu này sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? Chữ ôn và chữ hậu. Rồi, chữ ôn và chữ hậu. Thế thì bố của tôi rất là ôn hậu. Bố của tôi rất ấm áp và dày dặn. Niềm nở đấy. Đúng rồi. Rồi. Thì tức là gì nhỉ? Đáp án của chúng ta sẽ đáp án số mấy? 23 này, 23 này. Trang Candy 2 này, Đàm Hoài Thương hôm nay vào học rồi hả em? Đáp án 2. Thai ông Atakai này, thai ông. Thai ông là thai cơ thể. Nhiệt độ cơ thể. Ừ, rồi. Cứ để cho các bạn chọn thử thế nào. Đang nói về gì đó? Thân nhiệt, thai ông là thân nhiệt đúng không nào? Rồi, thân bố của tôi thì thế nào? Vừa ấm vừa dày. Câu số 1 có đọc được không nhỉ? Câu số 1 kia đọc là gì nhỉ anh nhỉ? Yoki. Ừ, Yoki. Có trường âm ở chữ Yo đúng không nhỉ? Yoki. Rồi, Yoki này bằng với Akarui. Akarui. Được chưa?
tính cách rất là gì đấy, tươi sáng, niềm nở, sáng, niềm, đúng không? Niềm nở, tươi sáng. Rồi, thế thì câu này nào, chọn thử đáp án mấy nào? Này, cái câu số 2 là thân nhiệt là cao nhá. Tức là nhiệt độ cơ thể cao. Bây giờ mình thử dịch thử một câu là bố của tôi nhiệt độ cơ thể rất là cao. Được đúng không? Có được không? Thế thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 3, ok. Nói số 3. Mọi người đến đáp án số mặc 3 rất là nhiều đúng không? Thôi mặc định cho số phận, chúng ta cứ điền số 3 đi. Được chưa? Thôi, Odayaka. Thôi bây giờ chỉ cần nhớ là ông cô và Odayaka được chưa? Tức là gì nhỉ? Hiền hòa. Tính cách rất là hiền đúng không? Niềm nở hiền. Hiền hòa, niềm nở đúng không nhỉ? Dễ chịu nhỉ? Tính cách rất là hiền hòa, niềm nở, đôn hậu, dễ chịu. Tiếng Việt mình có tỉ tỉ những cái chữ từ lái mà nó gần gần nghĩa từ đấy đúng không nào? Đúng rồi. Ok, được chưa nào? Đây là gì đây? Quên mất chưa đọc này. Cứ tô tì đi. Tô lực, tức là béo đúng không? Bố tôi rất là béo. Hành xin xe bạn sai kìm, dù kỳ đồ phụ hệ tàn đấy chứ. Tô tìm ác xe không? Gì đó? Tại vì em có bầu mà. Tô lực, tô tế lực. Yên đấy cả, mình là sao? Ừ. Được chưa nhờ? Chúng ta có tiếp theo nhá. Có bạn là đã học N3, N2 trong này không nhỉ? Những cái cường này có thể học trong N2 tham khảo thêm nhá. 彼女は電車の中で囁いている、あ、囁いた。囁いた。どこかな？囁く。囁くですね。囁く。今回断つってな。彼女は電車の中で囁いた。おい、何時だ？勉強。セリア。わ。うん。話し、話し、大きい声で話す。はい、はい、べーですね。小さな声で話した。いや、たくさん眠ったですね。眠る。たぶんこれ眠るですね。でなんでやる。少し眠った。でもおり。どう？電じゃないで。Now 2100バー。電 now 電 now。答案数何や？Nguyễn Anh Tú phần lớn từ vựng N2 thì N3 đọc kiểu gì đây？Thế thì trong đi thi đây là trong các bộ đề thi nó xuất hiện như thế này thì mình đã lựa chọn thì thế thì mới gọi khó. Là giải 300 câu khó thuộc N3. Mà mọi người biết khó trong tiếng ngoại ngữ là gì không? Mình nói mãi rồi, khó là vì chúng ta chưa biết đúng chưa biết thôi, chưa học thôi. Bây giờ chúng ta học xong là hiểu đúng rồi. À, có gì cả. Mọi người hãy coi như đây không phải là ngồi chữa đề không mà chúng ta gì nhỉ, đang ngồi học nhá. Rồi đáp án số mấy nào? Hai nhé kìa. Ừ, hai nhé à. Ừ, hai nhé. Đây cho một từ này nữa xem các bạn biết không? Sao sai yaku bằng này? Chubu. Chubu yaku được chưa? Sao sai yaku bằng chubu yaku. Đúng không? Hai. Nhớ học thêm từ này nhá, chubu yaku và sao sai yaku. Rồi. Hai. Thì thầm nè, ok. Đúng rồi, nó có nghĩa là thì thầm, chẳng được đúng không? Thì thầm thì sẽ không thể nào mà nói to được đúng không nào? Nói nhỏ. Chính xác. Có một nói to không phải. Ngủ nhiều, ngủ ít thì không phải. Đúng rồi, Nagori Yuki có từ này, đúng như trong bài hát này có từ này. Đúng rồi. Đúng rồi, trong bài Nagori Yuki đấy. Đúng không? Nhưng mà không nhớ câu nào nữa. Tsubuyaku cái này, Tsubuyaku. Tsubuyaku. Bỏ từ Tsubuyaku. Ai ok. Em có tiếp theo này. Hôm nay sao trong đầu cứ nhớ nhớ bài này nhỉ? Thì nó hát bài này. Tanaka-san. Tanaka-san wa Yama san ni te o kashita. Có thể nhận có thể là từ này dạy rồi, trên nhiều phút dạy rồi. Te o kashima. Được chưa? Đây là còn chữ Hán này, phải đọc hết đi này. Akushu. Bắt tay đấy nè. Akushu. Được chưa? Akushu. Chữ này là chữ nigiru đúng không? Nigiru nắm đúng không? Nắm. Được rồi. Hay. Hasukeru. Hasuketa. Được chưa? Tegami wo kaita. Thế rồi bằng cô cá nếu Asta. Thấy không? Ngoan đèn đi. Cái từ này nó giống giống kiểu tiếng Việt đấy. Cho mượn tay thì là gì? Hôm trước mình học một từ là theo karimasu nè. Là mình mượn tay. Mượn tay thì tức là gì đấy? Là... cái gì? Không biết học từ gì nhỉ? Tết dư đau chứ, đúng không? Không phải. Theo karimasu không biết dòng từ dùng từ gì nhỉ? Giúp đỡ à? Đây là cho mượn rồi. Ừ. Ví
Rồi, đáp án đây mọi người cho này, hai giúp đỡ lên gì nữa. Thì khác rồi, nữa trong tay này cho giúp đỡ họ rồi đúng không? Anh Tanaka thì giúp đỡ anh Yamada nhé. Thì thế nào? Ừ. Chắc, câu này cũng dễ, cũng khó đúng không? Thôi, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé. Ừ. Ở đây có từ axiom là bắt tay được nhé. Được chưa nào? Câu số 71. Được chưa nào? Kanozo wa totemo wagamama da. Thì câu này chắc là trong đáp ba thì các bạn cũng học rồi. Nên câu này từ này phải biết nhé. Ừ. Này dễ rồi. Đây là gì đây? Shinsetsu da. Thì đây. Katte da. Bạn biết từ katte không? Cắt tết đạo. Vừa nãy yasashii rồi đúng không? Yasashii. Yasashii và tsumetai. Thế nào? Mày đẹp không nhỉ? Ok. Không rồi, tôi tên của wagamama. Wagamama thôi thì cả cứng đầu cứng cổ. Cứng đầu cứng cổ thì nó là cái gì? Nó bằng găng cô của nãy nhưng mà trong này nó không có găng cô á. Ích kỷ. Ừ, ích kỷ. Đây rồi, đây là ích kỷ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Đồ ích kỷ. Và găng mạng mạng. Đấy, xem nào. Hai. Số hai nữa. Anh làm gì đây? Dùng dùng đấy. Được chưa? Cắt chính xác, sau chúng ta là cắt tê này, cắt tê. Ích kỷ thì không bao giờ phải là thân thiện, mà không bao giờ là hiền. Ở đây chim tai là gì đây? Chim tai là lạnh nhạt, không phải ích kỷ đúng không? Ừ. Thì cái từ cắt tê sẽ giống với từ wagamama là ích kỷ, tự tiện, chỉ biết nghĩ đến mình thôi, nhá, chỉ biết nghĩ đến mình. Tự tiện tự ý nó còn có mang nghĩa là tự tiện, tự tiện tự ý được chưa? Đúng rồi. Tự tiện tự ý thì có nghĩa là ích kỷ rồi gì nữa? Nhưng mà tóm lại có thể dùng bằng hai nghĩa đúng không nhỉ? Kate thì bằng thứ nhất bằng nghĩa wagamama là gì nhỉ? Ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình. Hai là chúng ta phải dùng cái nghĩa là gì nhỉ? À, tự tiện đúng không? Tự ý làm cái gì đó mà không xin phép ai cả. Gần gần nghĩa là gần giống nhau nhỉ? Kate ni shiro. Ừ. Mày muốn làm gì thì làm. Đúng không? Kate ni shiro. Kate ni shite kudasai. Đúng rồi. Làm theo ý của mình đi. Được chưa? Ừ. Thôi, vậy thì mình sẽ ôn lại một chút những cái từ vựng mà chúng ta đã học được chưa? Bài số 70 không vẫn còn. Còn 4 câu nữa nhưng mà ôn lại cho những bạn vào sau đúng không? Vào sau được học. Ừ, chúng ta cứ học từ từ nhé. Teo kasta bà mẹ tasuke được đúng không? Tasuke đã đúng không? Tiếp theo. Câu số 69 này. Sasayaku tức là gì nhỉ? Thì thầm bằng mẹ đó. Nói tiếng bé đúng không? Mới được nửa giờ nhá. Ông cô là đôn hậu đúng không? Thì bằng mẹ udayaka. Thế như nào? Hai. Sagete tức là cất nó đi, cất cái gì đó. Được chưa nhỉ? Thì bằng với lại là mutte mang đi. Thế nào? Hay là khi mà chúng ta muốn đem nó đi ấy, thì chúng ta sẽ dùng dạng kính của nó như là osage shite mo yoroshii desu ka? Tê là dạng tê này, osuru đúng không? Đúng không? Osuru đúng không? Osage shite mo yoroshii desu ka? Anh em bê cái bát này được đi được không ạ? Được nhỉ? Ok? Dạng lịch sự như thế. Tiếp theo. Đấy. Câu số 66 này, ikage này. Ikage là gì em? Tính cách cầu thả. Ừ. Đúng nhỉ? Cầu thả tự ý đấy. Thì bằng tự ý tự tiện đấy. Tô. Tiếp theo, golo golo tức là ở nhà không làm gì cả. Ừ. Tức là yasun demas thì như nhỉ? Vậy, fua fua tức là mềm đúng không? Mềm xốp thì bằng yorakai, mềm đấy. Ừ. Tiếp theo, jikani darasinai tức là không tuân thủ thời gian đấy. Thì bằng cái là gì cả không mà này nhé. Theo răng cô là gì? Cứng đầu cứng cổ nhá, không thay đổi suy nghĩ. Tiếp theo yoke là gì? Yoke là thừa thãi hay là linh tinh đúng không nhỉ? Không được mua những cái đồ linh tinh nhá, không được nói linh tinh nhá. Thì dùng từ này thì bằng cái này không cần nói cũng được đúng không? Ok rồi, gần 2000 anh em bấm like và bấm tin mà cổ vũ thầy Dũng tiếp nhá. Nốt mấy câu nữa. Đúng rồi, bao nhiêu câu rồi? Hôm nay phải đúng hết 15 câu nhá. Hay. Câu này. Sumon ga areba dondon kiite kudasai. Rồi, câu này chúng ta sẽ cho đáp án mấy nhỉ? Minasan, sumon ga areba dondon kiite kudasai. Ừ. Ok.
質問があればどんどん聞いてください。1番よく考えてから、2番遠慮しないで、3番みんな一緒に、4番全部まとめて、ね、うん、質問があればどんどん聞いてください。質問があればどんどん聞いてください。じゃあ đáp án chưa em đọc câu này chúng ta nghe nhiều trong cuộc họp và hay trong các bài giảng của thầy cô giáo đúng không? Ôi đâu á, năm là đây, năm một đôn đôn đáp án số 1 này, Liêm Trần số 1 này, Thu Hiền Nguyễn tới chọn 2 nữa nhé, đang nói chuyện với ai đây? Rồi đáp án số mấy nhỉ? Phong Trần Duy dần dần, Bùi Đăng Quang lại chào thầy Dũng là sao? Đấy, cái từ đơn đơn này các bạn hiểu nó là dần dần này này nên đúng là rồi. Sai này, được chưa? Nên là chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy nhỉ? Câu này từ từ cho các bạn thử chọn nhé. Một đây này. Các bạn à, hãy cứ hỏi đi đừng ngại ngần. Minh Yuki này, ok. Út Đá Tảng nghĩ kỹ chắc là đáp án số 1 hả? Nếu có hỏi gì thì hãy cứ hỏi đi đừng ngại ngần. Dịch hết bước. Câu này các bạn không biết, các bạn đoán đúng không? Các bạn có thể thay vào hai một câu một câu hai thì này, nếu có câu hỏi gì thì hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy hỏi. Còn câu số 2 là nếu có câu hỏi gì thì hãy đừng có mà gì đấy, ngại ngần mà cứ hỏi đi. Thế thì đáp án sẽ là số 2. Số 2 rồi. Nếu có câu hỏi gì thì là hãy đừng có ngại ngần gì cả, cứ hỏi đi. Thế mà gì? London ở đây có nghĩa là hỏi hết đi, hỏi tất đi. Có gì có câu hỏi gì cứ hỏi hết đi. Hỏi nhiều vào. Đấy chứ nhỉ? Cái từ London mang nghĩa như thế nhá. Được chưa? Đông đồn nó có nghĩa là đi rất là nhanh, đi phang phang. Nếu mà đi đông đồn đi cự, đông đồn đi tê, mà tỏ. Đông đồn thà bê tê cử đa sai. Đúng rồi, trong mâm cơm á. Trong mâm cơm thì khi mà chúng ta ngồi ăn với nhau, có một vị khách đến đúng không? Ăn rất là... Câu ấy cũng phải hiểu là gì nhỉ? Em điều xin này để không nhỉ? Ăn nhiều vào, anh ăn nhiều vào. Thì sẽ nói câu này, được chưa? Câu mình sẽ cũng đã hiểu là đồn ăn đồ, em điều xin này để thà bê tê cử đa sai. Đừng ngại gì mà cứ ăn đi, ăn nhiều vào nhá. Nghe câu này nhá. Đi thi đừng có quên đấy nhá. Ok. Nhớ từ này chưa? Rồi. Tiếp theo. 73. Kuromo o miteru to harara shiteru. Câu này hơi khó nhỉ? Câu này có khó không nhỉ? Câu này liệu có ai làm đúng không? Kuromo o miteru to harara suru. Đáp án số mấy nhỉ? Ví dụ bọn trẻ đang chơi dưới lòng đường nhỉ? Đô đồ nhỉ? À đô đồ nhỉ? Asun đê được. Cô đồng hồ mi tê được. Hà ra đá. Hay là nhìn thấy bọn trẻ đang trèo cây nhỉ? Khi nít nó bốt tự. Cô đồng hồ mi tê được. Mi tê được. Hà ra đá sử. Thì lại thích thêm một tí nữa cho các bạn hiểu. Nhìn nhầm. Thì okay. Cái câu này đáp án là mấy đây? Khi nhìn những đứa trẻ thì thấy harasu, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? Có đáp án chưa? Một. Câu trả lời là mọi người chọn đáp án số mấy nhỉ? Một à? Tất cả đều chọn một à? Ai mà? Ai số một chuẩn luôn? Thì ta gọi ai nói số một chuẩn luôn đấy? Simpai đó, được chưa? Hara mong nghĩa lo lắng. Simpai được chưa? Hay là cảm giác sợ hãi ấy. Lo lắng kiểu sợ hãi nhớ chưa? Đúng rồi. Trong trường hợp mình đi xem phim ma chẳng hạn, mình xem vừa cảm thấy sợ hãi thôi được chưa? Khi đi xem phim ma thì nó có cảm giác như thế được chưa? Hay là trong tập xiếc chẳng hạn, thấy những người đi trên dây chẳng hạn, đúng không? Hay là cứ đu đơ đu đơ này chẳng hạn, đúng không? Hay là trong ảo thuật chẳng hạn, người ta dùng kiếm người ta để trong con mồm đây này, thì lúc ấy mình cũng vừa lo đúng không? Harara suru. Tóm lại trong trường hợp này thì gì nhỉ? Cái từ harahara suru nó sẽ bằng với nghĩa của từ ví dụ như fuan na koto ga aru, có cái điều gì bất an này, hay bằng với từ simpai, có hơi lo lắng một chút đúng không? Được chưa? Okay. Thì thấp thỏm lo lắng nhỉ. Câu số 2, 3, 4 anh đọc cho mọi người nào. Chúng ta đi nốt hai câu còn lại cuối cùng nhá. Ok. Câu 74. Đây là gì đây? Kimura. Kimura tên người đấy. Kimura.
Kimura. Kimura-san. Kimura wa ima seki o hazushite orimasu. Nếu mọi người trong cùng một công ty, bây giờ đây là trong trường hợp thì có ai vừa gọi điện đến cho mình mà mình còn nhấc máy, hỏi anh Kimura có ở đấy không? Nhỉ? Vì là Kimura là người cùng công ty nên là người ta chỉ cần nói Kimura thôi, chứ không phải Kimura-san. Đấy nhỉ? Hay, Kimura wa ima seki o, cái này cũng seki đấy nhé. Seki không phải là ho đâu nhá. Chỗ ngồi. Chỗ ngồi. Seki o hazushite orimasu. Đó. Hazushu. Hazushu. Cái ngoại ấy. Đấy nhỉ? Hazushu. Hazushite orimasu. Ừ. Nghĩa là gì? Đang không có ở ghế, rời khỏi ghế. Được chưa nhỉ? Đấy là rời khỏi chỗ ngồi. Chưa ạ? Soji shite ite, torikaete, hanarete, motte kite. Đấy nhỉ? Hanarete. Hanarete. Motte kite. Vậy thì chúng ta có đáp án rồi. Ngô Sâu Hương ba nhé. Anh giải hết thương. Thời kia thì làm sao các bạn không biết được. Rồi. Ba chắc rồi. Đúng rồi, thầy giáo giải hết cho thời kia thì làm sao mà không biết được nhỉ? Dạ. Anh ấy vừa rồi đi đâu ý, tức là anh ấy hiện nay anh ấy không ở đây, được chưa nhỉ? Thì ba anh ấy thì nhà đang rời, rời đi chỗ khác á. Đúng nhỉ? Hắn đang lên tệ. Được. Thế nào? Ok. Câu này dễ đúng không? Bình thường chúng ta chỉ cần khi mà sơ cấp, nếu mà dùng ngữ pháp sơ cấp thì chúng ta chỉ cần nói là này. Kimura wa ima inai desu. Dạ, inai desu. Đúng nhỉ? Hai. Kimura đang đi ra ngoài, soto o, soto o de ka ka soto ni dekakete imasu. Đúng nhỉ? Hai. Nhưng mà trong cách hành văn thì có nhiều cách nói đúng không? Ừ, người ta sẽ đây là một cách. Đúng nhỉ? Hai. Được chưa? Ta chuyển sang câu cuối cùng này. Cuối cùng rồi các bạn ơi. Cố lên. Câu này hơi khó một tí. Câu này hơi khó một tí. Hai, mình đọc nhá. Kono hotel wa access ga ii. Access ga ii. Hai, 1 番. Chữ access của tiếng Anh nhỉ? Ok, 1 番. Meratsu tokoro ni aru. Meratsu là gì? Nổi bật. Nó nằm ở chỗ nổi bật. Cái khách sạn này nằm ở chỗ rất là nổi bật. Hai, chizu ni notte iru. Tức là có trên bản đồ á. Đô tức là gì nhỉ? Tức là được đăng lên trên bản đồ rồi nhá. Có trên bản đồ. Tập tên một mình kỳ gà được. Còn này dễ rồi. Và cô sư gà bên đi đạ. Đúng không? Cô sư tức là giao thông. Tiện lại đúng không? Bên đi. Nào chúng ta cho đáp án đi. Sàn bàn. Alamos. Dương Hoàng 4. Minh Như Kỳ 2. 1. Tại thế 3, 4, 2, 1 nữa là thêm một người nữa, 2 một người, 3. Đấy, câu này khó đúng không? Từ này chúng ta chưa biết đúng không? Đoán được tiếng Anh ra được không nhỉ? Access là gì? Tiếp cận. Tiếp cận. Thì cái câu này gì như nào? Cái khách sạn này nói thế nào? Cái khách sạn này thì cách tiếp cận của nó rất là dễ. Hoặc là đúng nhỉ? Em nói, còn em nói đường em vừa em nói dễ tìm. Ừ. Dễ đi. Dễ đi, dễ tìm được chưa? Đúng rồi, dễ đi, dễ tìm. Sao đấy dễ tìm lắm. Được chưa nhỉ? Làm thế nào để dễ tìm? Dễ tìm thì là giao thông rất là tiện lợi. Được chưa nhỉ? Giao thông tiện lợi. Ok. Nhớ bằng là đáp án cuối cùng của chúng ta. Nhớ cả cái cụm từ này nhá. Access ga ii. Access ga warui. Được chưa? Access là y, access là vào đây, được chưa? Khó tìm và dễ tìm, được chưa? Thì bằng với là giao thông tiện lợi. Ok, xong rồi đây. Như vậy là chúng ta đã kết thúc xong 15 câu tiếp theo ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay nếu bạn nào mà theo hết được thì chúng ta đã học được tận 75 câu rồi đúng không? Và trong đó thì mỗi câu chúng ta học được rất là nhiều những từ vựng và ngữ pháp đúng không nào? À, cái phần mà chúng ta đang học ngày hôm nay chỉ còn một phần nữa thôi, phần tìm từ đồng nghĩa này. Ok. Bắt đầu từ buổi hôm sau là gì? Điền vào chỗ trống. Trong series 300 câu này thì cái dạng bài tìm từ đồng nghĩa này buổi hôm nay buổi cuối cùng à? Hay còn một bài nữa? Còn một bài nữa. Còn một buổi nữa, sau đó chúng ta sẽ bước tiếp sang những cái phần dạng bài khác điền từ vào chỗ trống và có cả ngữ pháp của N2, N3 nữa đấy. Nhá.
Còn với những bạn mà học N2 thì sẽ xem tình hình sức khỏe của thầy Dũng. Chúc cuối tuần vui vẻ gì nữa. Đâu, chúc cuối tuần vui vẻ hả? Mình nhiều kia đây này. Mai là phải đi làm rồi á. Cuối tuần gì nữa. Bye bye mọi người nhé. Bye bye mọi người nhé. Bye bye. Bye bye.